Đồng quê đó có một người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài. Ca khúc này cũng do ca sĩ Mạnh Hồng Nhi hát. Ca khúc này thì cũng là một người là mặc áo dài rất đẹp. Với chất liệu âm nhạc dân ca thì bạn đã dùng dân ca của vùng nào hay là dân ca nói chung của Việt Nam? Tại vì bảo bạn ở miền Nam nên thường thì nghe những ca khúc dân ca miền Tây nhiều hơn, Nhiều nên dùng thể loại dân ca miền Tây để làm viết chất liệu làm chất đậm liệu đà cho ca khúc hơn trong ca này. khúc này đúng không? Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến ngay với ca khúc Bức tranh đồng quê, một sáng tác của Trình Bảo Bang. Sông phù sa có con đường đất đó thân quen, có đàn gà sáng sớm tìm ăn, một bầy vịt bắt cá giữa mương đồng. Quê hương tôi có cánh chim cò bay, có cánh diều bay trên trời cao, một hàng diều ngẩng nắm bờ ao, một làng quê thân ai tình. Mảnh đất vì nhiều cây lúa chéo bông nặng hàng, cây trái đầy vườn chim chóng bay lượn trời xanh. Đồng lúa xanh em mong tiếng hò, đàn trẻ thơ đang chạy nhảy tung tăng. Mảnh đất quê hương thân yêu thiết tha yên bình, nhìn lá trâu tranh đồng quê. Quê hương tôi có nước sông phù sa, con đường đất đó thân quen, có đàn gà sáng sớm tìm ăn, một bầy vịt bắt cá giữa mương đồng. Quê hương tôi có cánh chim cò bay, có cánh diều bay trên trời cao, một hàng dừa ngẩng nắm bờ ao, một làng quê thân ai tình. Mảnh đất vì nhiều cây lúa chéo bông đằng hàng, cây trái đầy vườn chim chóng bay lượn trời xanh. Đồng lúa xanh em mang tiếng hò, đàn trẻ thơ đang chạy nhảy tung tăng. Mảnh đất quê hương thân yêu thiết tha yên bình, nhìn lá trâu
Quý vị thân mến, vừa rồi là hai sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Bảo Bang trong chương trình ngày hôm nay. Và sau đây sẽ là tiếp mục tiếp theo của chương trình. Góc cảm nhận âm nhạc quý vị nhé. Góc cảm nhận âm nhạc. Nhớ mãi lời dạy của Bác là ca khúc mà nhạc sĩ Bảo Bàng nhận lời mời sáng tác cho Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 2018 do VTV thực hiện. Đây là một thử thách khá khó khăn đối với nhạc sĩ trẻ, bởi chủ đề về Bác là một chủ đề rất khó, đã có rất nhiều sáng tác hay viết về người đã ra đời. Tuy nhiên, chính sức trẻ, chính tinh thần rất thoải mái khi nghĩ về Bác, nghĩ đến những lời dạy rất nhẹ nhàng mà ý nghĩa sâu sắc của Bác, nhạc sĩ Bảo Bàng đã kết nên những giai điệu âm nhạc từ nét âm nhạc quê hương nhẹ nhàng vui tươi, thể hiện tình cảm yêu thương của mình. Những lời dạy rất gần gũi yêu thương, hòa nhịp cùng với những giai điệu gần gũi, vui tươi đã giúp cho nhớ mãi lời dạy của Bác cứ thế nhẹ nhàng cuốn hút vào chính giới trẻ. Đây là món quà thân thương ý nghĩa mà nhạc sĩ Bảo Bàng dành tặng cho Bác Hồ kính yêu. Và sau đây mời quý vị cùng đến với ca khúc Nhớ mãi lời dạy của Bác, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Bảo Bàng cùng với tiếng hát của nhóm Khát Vọng Xanh. Mùa hè đến tháng năm nhớ Bác, cây phượng hồng thắm tươi ngoài sân. Hè về xôn tiếng ve ngân vang, từng đàn chim bay khắp trời cao, bay khắp trời cao. Chào mùa sáng thu đô ấm áp, nắng Ba Đình tô thắm cờ bay, gửi cho con biết bao ước mơ, ân tình Bác từng giờ đắm sâu. Còn nhớ mãi những lời dạy của Bác, non sông Việt Nam xin hãy giữ gìn, cùng chung tay giữ xây tổ quốc, đồng lạc tự do quyết không xa rời. Đảng Cộng sản có Bác Hồ dẫn lối, một niềm tin lòng dân vững bền. Và ai ơi hãy nhớ đừng quên, lời dạy của Bác khắc ghi muôn đời. Phương hồng thắm tươi ngoài sân, hè về dồn tiếng ve ngân vang, từng đàn chim bay khắp trời cao. Chào buổi sáng thu đô ấm áp, nắng Ba Đình tô thắm cờ bay, người cho con biết bao ước mơ, ân tình Bác từng giờ đắm sâu. Còn nhớ mãi những lời dạy của Bác, non sông Việt Nam xin hãy giữ gìn, cùng chung tay giữ xây tổ quốc, độc lập tự do quyết không xa rời. Đàn Cộng sản có Bác Hồ dẫn lối, một niềm tin lòng dân vững bền. Và ai ơi hãy nhớ đừng quên, lời dạy của Bác khắc ghi muôn đời. Còn nhớ mãi những lời
lời dạy của Bác, non sông Việt Nam xin hãy giữ gìn, cùng chung tay giữ xây tổ quốc, độc lập tự do quyết không xa rời. Đảng Cộng sản có Bác Hồ dẫn lối, một niềm tin lòng dân vững bền, và ai ơi hãy nhớ đừng quên lời dạy của Bác khắc ghi muôn đời. Và ai ơi hãy nhớ đừng quên lời dạy của Bác khắc ghi muôn đời. Và ai ơi hãy nhớ đừng quên lời dạy của Bác khắc ghi muôn đời. Bức tranh đồng quê là hình ảnh rất đỗi thân thương của quê hương Việt Nam tươi đẹp. Cụ thể đó chính là quê hương Nam Bộ, nơi gắn bó với nhạc sĩ trẻ Bảo Bàng từ thuở ấu thơ đến trưởng thành. Đó là hình ảnh bình dị của cỏ cây, hoa lá, của dòng sông chở nặng phù sa, của những con đường đất, cánh đồng làng nên thơ, và cả hình ảnh của cô gái Việt Nam trong bộ áo bà ba đậm đà hương vị quê hương. Nhạc sĩ Bảo Bàng chắp cánh cho ca khúc bằng những giai điệu ngọt ngào và đậm đà âm hưởng dân gian Nam Bộ. Cùng lắng nghe cảm nhận của nhạc sĩ Bảo Bàng về quê hương Nam Bộ thân yêu của mình. Và sau đây mời quý vị cùng đến với một sáng tác mà nhạc sĩ Bảo Bàng đã dành tặng cho quê hương Nam Bộ thân yêu, ca khúc Bức tranh đồng quê cùng với tiếng hát của ca sĩ Mạnh Hồng Nhi. Mời quý vị cùng thưởng thức. Sông phù sa có con đường đất đó thân quen, có đàn gà sáng sớm tìm ăn, một bầy vịt bắt cá giữa mương đồng. Quê hương tôi có cánh chim cò bay, có cánh diều bay trên trời cao, một hàng diều ngẩng nắm bờ ao, một làng quê thân ái tình người. Đồng lúa xa, em bóng mẹ già, từng bước chân cha cày cấy nuôi đàn con, mảnh đất quê hương cha ông để lại cho đời, mảnh đất vì nhiều cây lúa chiếu bóng nắng hàng, cây trái đầy vườn chim chóng bay lượn trời xa. Đồng lúa xa, đất quê hương thân yêu thiết tha yên bình, nhìn lá trụ cao hoa lá sáng xuân muôn màu, em gái tươi cười mặc áo bà ba đáng yêu, đi giữa con đường màu xanh bức tranh đồng quê. Sông phù sa có con đường đất đó thân quen, có đàn gà sáng sớm tìm ăn, một bầy vịt bắt cá giữa mương đồng. Quê hương tôi có cánh chim cò bay, có cánh diều bay trên trời cao, một hàng dừa ngẩng nắm bờ ao, một làng quê thân ái tình người. Đồng lúa xa, đất quê hương cha ông để lại cho đời, mảnh đất vì nhiều cây lúa chiếu bóng nắng hàng, cây trái đầy vườn chim chóng bay lượn trời xa. Đồng lúa xa, em mang tiếng hồ, đàn trẻ thơ đang chạy nhảy tung tăng,
lắng nghe được những chia sẻ của anh về hai ca khúc này thì thật sự là Hương Trinh cũng như Dân Tuyên và thính giả của chương trình cũng muốn nghe rất là nhiều. Nhưng mà vì thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi, trước khi chia tay với chương trình thì anh có thể gửi một lời chúc, một lời nhắn nhủ gì đó đến với thính giả của chương trình Niềm Tin Sáng Mãi ạ. Xin cảm ơn Hương Trinh. Dạ. Thì trước khi kết thúc chương trình thì mong bạn xin gửi đến cho tất cả quý khán giả sức khỏe luôn dồi dào, và mong rằng là quý khán giả ủng hộ những ca khúc của bạn nhiều hơn. Yeah. Đặc biệt là hai ca khúc trong chương trình ngày hôm nay, Nhớ Mãi Lời Dạy Của Bác và Bức Tranh Đồng Quê. Yeah. Các bạn thân mến, những giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Bảo Bàng trong chương trình Niềm Tin Sáng Mãi hôm nay cũng đã khép lại. Biên tập viên Y Dương Tuyên dẫn chương trình Y Dương Tuyên Hương Trinh cùng với nhân vật khách mời đó chính là nhạc sĩ Bảo Bàng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo nhé. Sông phù sa có con đường đận đó thân quen, có đàn gà sáng sớm tìm ăn, một bầy vịt bắt cá giữa mương đồng. Quê hương tôi có cánh chim to bay, có cánh diều bay trên trời cao, một hàng diều ngẩn nắm bờ ao, một làng quê thân ai tình người đồng lúa xa. Mảnh đất vì nhiều cây lúa chéo bông nặng hàng, cây trái đầy vườn chim chóng bay lượn trời xa. Đồng lúa xa, em ấm tiếng hò, đàn trẻ thơ đang chạy nhảy tung tăng. Mảnh đất quê hương thân yêu thiết tha yên bình, nhìn lá trâu đồng quê. Quê hương tôi có nước sông phù sa, có con đường đó thân quen, có đàn gà sáng sớm tìm ăn, một bầy vịt bắt cá giữa mương đồng. Quê hương tôi có cánh chim cò bay, có cánh diều bay trên trời cao, một hàng dừa ngẩn nắm bờ ao, một làng quê thân ai.